Cô quý Phật tử có đề nghị là Pháp Hòa nên bày lại cái cách thờ Phật ở nhà đó, để cho quý vị được biết cái cách và mình thờ cho nó đúng và nó trang nghiêm. Thì sẵn tối hôm nay có quý vị đó ở đây, thì mỗi một cái câu hỏi của mình đó, mình có cái điều kiện là mình mang lại nhiều cái lợi ích cho những người bạn đạo khác. Cho nên nếu quý vị có hỏi thì quý vị cứ chuẩn bị câu hỏi. Thì qua cái câu hỏi này đó, thì Pháp Hòa xin bày như thế này. Mình là Phật tử đó, ở nhà mình nên có một bàn thờ Phật, không có cần phải rườm rà, chỉ cần đơn giản cũng được, nhưng mình thờ cốt là mình trang nghiêm. Thì bây giờ căn bản nhất á, ở trong nhà của mình, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị một cái nơi thờ, thứ nhất á, là cái chỗ đó tránh đi cái nơi mà thí dụ như bàn thờ Phật, thì mình nhìn vô cái cửa nhà vệ sinh, hay là cái bàn thờ Phật mình không có thờ trên đầu tủ lạnh, hay là ở trong một cái tủ máng quần áo, rồi thường thường ở trên ta làm thêm cái kệ đó, mình không có nên để Phật ở trong đó thờ. Nếu như kẹt quá mình không có chỗ đó, thì mình nên treo một bức hình Phật ở nơi phòng khách, treo lên thôi, không có hương đèn hoa trái gì cũng không sao, thì mình tưởng niệm bằng tâm. Còn nếu như trường hợp ở đây á, là mình có điều kiện đó, thì căn bản nhất á, người Phật tử á, mình có thể thờ bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào mà mình có cái tâm kính ngưỡng. Nhờ căn bản nhất á, thì ở nhà mình thờ thích Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Quan Âm Bồ Tát. Thay vì mình thờ mẹ sanh mẹ độ, thì mình có thể thờ Đức Phật Thích Ca, thờ Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì thí dụ như ở nhà mình á, thường thường á, mình để một cái bức hình Phật Thích Ca như thế này, thí dụ vậy đó, thấy không? Rồi cái mình treo lên chút xíu cho cao cao lên, rồi cái Đức Quan Âm Bồ Tát á, mình để như trước vậy, là mình nâng lên sao mà mình thấy vừa chừng cái tầm, quý vị hiểu ý không? Vậy rồi cái thì bên ở giữa đây mình để bát hương, nếu mình có nước á, thì mình để hai bên hai chung nước, hai bên hai cây đèn, bên này là bình hoa, bên này là dĩa trái cây, vậy thôi. Còn nếu như mình chỉ có một chung thì mình để chung ngay giữa, hễ mà có một thì mình để ngay giữa, thấy không? Mà hai thì hai bên, mà nếu mà ba chung cũng để ngay giữa. Nói làm sao mình nhìn vô cái bàn thờ nó có cái sự cân xứng. Mỗi khi mình làm, mình chuẩn bị một cái bàn thờ, mình chuẩn bị, mình làm, mình set up một cái bàn thờ, thì mình nên có cái sự cân xứng, thì nhìn nó trang nghiêm, nó đẹp. Bên bình hoa, bên dĩa trái. Và nếu như thí dụ bây giờ cái tượng Quan Âm nhỏ, mình có thể kiếm cái gì đó mình đôn cho cao lên, mà nở một cái hộp đó, cái gì mình bao lại cho trang nghiêm, mình để cho đàng hoàng. Đó, thì mình thờ như vậy. Hương đèn thì mình nên quét dọn thường xuyên, đừng có theo kiểu ở ngày xưa là nói là mình cứ để lưu hương như vậy đi, rồi tới cuối năm á, cái ngày mà đưa ông Táo về trời đó, mình rút chân nhang ra mình đốt, để mà ông Táo đem cái mới chân nhang đó về trên trời tâu dùm cho mình là năm vừa rồi đây mình cúng được nhiêu nhang đây nè. Không phải vậy. Cái đó là theo cái nhân gian mà họ tính, cái kiểu tin như vậy. Nhưng mà trong Phật thì mình không có như vậy. Bàn thờ luôn luôn sạch sẽ, gọn gàng. Hoa he, hoa mình trưng hoa tươi, nếu héo đem xuống. Mình cúng trái cây, cúng xong rồi một ngày hai ngày rồi đó, bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó rồi cái lát lại lấy một trái, lát lại lấy một trái, thì hóa ra cái bàn thờ như cái chỗ mình gửi gắm những cái trái cây dúi cho nó chín vậy đó. Rồi cái chín cái mình hạ xuống, nhiều khi con nó khóc cái bưng chùm nhau xuống nín cho con, rồi cái mai mốt cái đứa nào nó khóc nữa cái đem trái táo xuống nín cho con, không? Thành thử mình nên bưng xuống hết. Và khi mà mình cúng Phật á, cũng không có cần phải muỗng nĩa gì hết, phải không? Không có cần phải đem đôi đũa cái muỗng lên, không có cần, đó là mình biểu tượng mà. Cúng chè, cúng xôi, mà bằng Phật á, là cúng chè, cúng xôi là được rồi.
không có cần phải mang mì xào, chả giò, cà ri, bánh mì gì lên hết, không có cần. Ở trên bàn Phật là chỉ có chè xôi, bánh trái thôi, thấy không? Mà cúng rồi thì mình lại hạ xuống. Quý vị hiểu ý ha, là không có nhất thiết. Rồi đó thì, rồi nếu như ở nhà người Phật tử căn bản mình tụng kinh đó, mình tụng kinh gì mỗi ngày cũng vậy, cũng tùy theo cái thời gian của mình, cũng như cái bản nguyện trì kinh của mình. Có người thì thích thọ trì kinh Pháp Hoa mỗi tối, có người thích tụng kinh Địa Tạng, có người thích tụng kinh Sám Hối, tụng kinh gì cũng được. Nhưng mà căn bản nhất, nếu ai không có thì giờ, tụng 15 phút. 15 phút đó mình tụng gì? Mình đứng trước bàn Phật cắm hương xong rồi chắp tay trang nghiêm, đọc một bài tán dương Đức Phật. Thí dụ như bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi không ai bằng. Xong rồi mình đảnh lễ. Ba cái câu đảnh lễ mình hay thường đảnh lễ đó: chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, lạy xuống một lạy. Xong rồi ba lễ đó rồi mình ngồi xuống, mình khai chuông mỏ, mình tụng một bài tán lư hương, bài chú đại bi, bát nhã tâm kinh, chú vãng sanh, tụng bài sám rồi hồi hướng. Thì các khóa lễ như vậy trong vòng maximum là nửa tiếng, đó là nhiều lắm, chứ thường thì có thể 20 phút, nhưng thôi cho nửa giờ đi. Thì mỗi ngày mình làm sao mình cứ căn bản mình đều đều vậy, mỗi ngày mình có trì kinh 30 phút. Khi mà mình tụng kinh được 30 phút, cái tự nhiên ngày hôm đó mình có món ăn tinh thần. Cả ngày mình đi làm mệt rồi, mình phiền muộn rồi, về đủ thứ việc, bây giờ mình để 10, mình để 30 phút ra mình tụng thời kinh. Mà trước khi tụng kinh á, là đi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, mặc áo tràng đàng hoàng rồi, thắp cây hương bằng Phật rồi, ngồi xuống tịnh tâm 5 phút. Chị biết không? Để cho cái tâm mình lắng xuống, người mình nó không có còn hỗn hển nữa. Hồi nãy á, mình mặc áo tràng lên mình hỗn hển, cho nên mình tụng mình thở hơi lên, mình thở dốc. Giống như thí dụ như hồi nãy đó, chuông báo rồi cái mình mặc áo tràng mình lên, mình hỗn hển, mình lên đến mình ngồi mệt lắm, phải không? Thành thử ra trước khi mình tụng kinh cái mình ngồi mình tịnh 5-3 phút gì đó, 5 phút tịnh tâm lắng xuống rồi, người bắt đầu đỡ mệt rồi, tâm mình bây giờ lắng xuống rồi, bắt đầu mình tụng thời kinh. Còn nếu như vị nào mà không biết chữ, không có trì kinh được, thắp hương rồi có thể thỉnh 3 tiếng chuông, xong rồi lễ Phật. Thấy không? Khi mình lễ mình nói gì? Nhiều khi mình nghĩ lễ, mình nghĩ tâm mình nó nghĩ lung tung. Bây giờ mình lễ mình nói Nam Mô Phật, lại xuống lại. Nam Mô Pháp, lại xuống lại. Nam Mô Tăng, lại xuống lại. Ngày nào mình cũng quy tam bảo hết. Ngày nào mà cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhớ không? Trong kinh nói đó, thấy không? Trong thập niệm hay là lục niệm mà mình đã niệm được 3 là quý lắm rồi. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Vị nào không biết chữ, không thuộc kinh, cứ vậy. Trong kinh Di Đà, thấy không? Mỗi khi nghe tiếng gió, tiếng chim, người ta đều nhớ tới Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Đó, kinh Di Đà cũng nói như vậy. Ngày xưa Pháp Hòa nhớ một cái bài sám niệm Phật á, nhắc mình: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Lúc nào mình cũng lấy Phật mình làm lòng mình, lấy Phật làm lòng của mình, lòng mình là lòng của Phật, lòng là tâm, thấy không? Lấy Phật làm tâm mình thì khỏi trong luân hồi là sao? Luân hồi tức là mình cứ vòng vòng trong cái chuyện buồn vui khổ lụy, hơn thua tranh chấp. Bây giờ mình là sống được với cái tâm Phật đó rồi thì tự nhiên mình vượt ngoài cái luân hồi của thị phi nhân ngã tranh chấp đó. Chứ không phải là ngay như vậy đó. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. À, thành thử ra ở nhà rồi tùy, thí dụ bên là mình không có hình Phật Thích Ca, mình thờ Đức Quan Âm cũng được. Mình không có Đức Quan Âm, mình thờ Đức Thích Ca cũng được. Tại vì trong một vị Phật là tượng trưng cho tất cả các vị Phật. Không nhất thiết mình phải thờ đủ đâu. Còn thí dụ mình thờ, mình thích tự thờ Đức Địa Tạng thì mình để Đức Thích Ca giữa, phải không? Tượng Quan Âm một bên, tượng Địa Tạng một bên. Tức là mình làm sao cái bàn thờ lúc nào cũng có cái sự tương xứng, nhìn cho trang nghiêm là tốt. Rồi khi mình chọn tượng cũng vậy, thí dụ như tượng Quan Âm cỡ này thì tượng Địa Tạng cũng cỡ cỡ như vậy,
nhìn cho nó đẹp, nó trang nghiêm. Mà ai mà không có biết thì có thể có một cái chuông, rồi mỗi khi mà mình mình thắp hương cho Phật, mình thỉnh ba tiếng chuông. Mà khi thỉnh chuông á, cũng thỉnh từ từ thôi, không mình lại mình xá xong rồi mình cầm cái dùi chuông, mình nhịp vô cái chuông xong rồi mình thỉnh bon nhẹ vậy đó. Rồi mình có thể mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là ai thở thở mình niệm ba hơ ba lần, rồi xong mình thỉnh thêm tiếng nữa. Chứ mình đừng có thỉnh bon 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 rồi cái để cái dùi xuống cái cục làm ba cuốc. Đó là mình làm như vậy nó không có cái sự nhẹ nhàng, không có cái uy nghi, không có cái trang nghiêm, không có cái sự thực tập. Khi mình cầm cái hương cúng Phật cũng vậy, mình cầm hai tay và mình nâng lên trán khấn nguyện xong rồi mình xá xuống đàng hoàng, rồi mình cắm cái hương ngay giữa. Những người ta không biết, người ta mới cầm nhang, người ta xá Phật kiểu này. Còn mình Phật tử mình đi chùa lâu rồi, mình học cái oai nghi của Phật tử rồi, cầm cái hương cho trang nghiêm. Rồi những cái hương nào mà dư mình đi các bàn khác mình đưa lên cao mình đi, chứ đừng có cầm cái hương ở dưới này rồi đi tới lui vậy, nó mất đi cái trang nghiêm. Cầm cái hương đưa lên thẳng mà cao. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra ở nhà mình á, mình làm một cái bàn thờ Phật như thế nào có sự trang nghiêm. Rồi á, thỉnh thoảng một tuần hai tuần nhớ quét xuống. Trời, nhiều khi mình để ba cái chén nước trên cúng Phật á, nó khô đến mức độ là nó làm mà cái gì nó có đống quần ở trong cái ly luôn, đem xuống chùi muốn chết vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu nó sạch cái mình để lên, mấy tháng sau mình đem xuống không còn giọt, phải không? Nếu được thì mình có những cái chung nó có cái nắp. Còn lỡ không có nắp thì cứ một tuần, 10 ngày hay là nửa tháng gì đó mình đem xuống mình thay. Mà khi mình thay, mình ví dụ mình cúng Phật mình muốn uống cái chung đó, đó uống nước chung đó, đó đừng có uống cái chung đó, mình phải rót ra cái ly mà mình thường dùng. Những cái chén, những cái ly nước cúng Phật là mình không có uống, giữ cho tinh khiết, giữ cho trong sạch. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình uống Phật có buồn mình không? Cũng không buồn. Không có buồn trách chi mấy chuyện đó. Nhưng mà tất cả bởi vì chúng ta muốn tỏ cái sự thành kính của mình, cái sự trong sạch để mình cúng dường vậy thôi. Thì tất cả những cái đó đều biểu tượng của sự cúng dường, đều bởi biểu tượng cái lòng tôn kính của mình. Thờ Phật là tỏ lòng tôn kính, lễ Phật là tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi mình học cái hạnh của Phật trong mỗi ngày. Mình nguyện mình tu, mình nguyện mình học những cái hạnh của Phật. Chứ không phải rồi có nhiều khi mình hiểu lầm. Nó từ khi mình đem Phật vô nhà và thờ, hình như nhà mình xui hơn hồi trước, phải không? Không, thờ Phật là không có chuyện xui hên gì hết trơn á. Do tâm của mình phát tâm lên mình thờ. Lỡ hoàn cảnh không có làm được một bàn thờ thì chúng ta treo hình Phật lên. Mà nhớ lựa cái tượng Phật, những cái hình Phật nào cho trang nghiêm, cho đẹp, để mỗi lần mình nhìn vô hình Phật thì tự nhiên mình cảm thấy lòng mình lắng xuống. Mình lựa những cái hình Phật nào đâu mà nhìn còn đau khổ hơn mình nữa là làm sao. Có nhiều khi cái người vẽ hình, người ta tạc tượng, tâm họ không có thanh tịnh, tâm họ chưa lắng cho nên họ làm cái tượng, nhìn cái tượng không có trang nghiêm, không có đẹp. Những cái tượng đó mình đừng chọn. Mình để cho họ phải có cái sự thay đổi, phải không? Cho quý vị thấy không, đâu có tượng Phật nào giống tượng nào đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tướng tùng tâm sinh. Cái tướng của cái tượng nó từ cái tâm mà sinh. Cái tâm tịnh đó thì tự nhiên làm ra cái hình nó tịnh. Cái tâm hoan hỷ thì tự nhiên tạc ra cái tượng nhìn hoan hỷ, phải không? Thành thử ra cái người tạc tượng quan trọng lắm mà. Có nhiều khi người ta phải ăn chay, người ta phải tụng kinh, người ta phải thanh tịnh lắm người ta mới dám làm một cái tượng Phật. Cho nên những người mà làm tượng Phật đó, ngoài cái công việc gọi là làm ăn của mình, sinh sống của mình, mình phải để tâm mình vào trong cái mỗi một cái tượng nữa. Bởi vì cái tượng đó nó lưu truyền cho mọi người, để người ta tôn kính, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường, người ta thanh tịnh tâm của người ta, thấy không? Cho nên những tượng Phật, những hình Phật đó, quan trọng. Mình nói ủa sao không Phật nào giống Phật nào hết trơn vậy? Đúng rồi, tại vì mỗi một quốc gia có một nét đẹp riêng. Cho nên chúng ta thường nói là đạo Pháp gắn liền dân tộc, đạo Phật gắn liền dân tộc. Có nghĩa là khi mà đạo Phật đến quốc gia nào thì mình hòa nhập với cái văn hóa, cái truyền thống của quốc gia đó. Cho quý vị nhìn tượng Phật quý vị biết liền, tượng Đại Hàn biết của người Đại Hàn,
không? Nhìn tượng của Trung người 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 ở Nhật Bản biết của Nhật Bản, nhìn tượng của người Việt biết của người Việt, tượng Miên biết của Miên, tượng Thái biết của Thái. Thái thì hay đổi mão, cho nên tượng Phật nào cũng có đổi cái mão hết, phải không? À, rồi người Đại Hàn, người Nhật á, thì mắt Phật một chút à, hí hí vậy đó. À, rồi tượng người Việt thì tượng người Hoa thì nhìn rất là người Hoa, phương phi mập mạp, cổ có ba ngấn, tại vì theo người Hoa là tượng người mà mặt tròn phúc hậu, không? Cổ có ba ngấn là tốt, người phúc hậu, người có nhân trung, nhân trung, nhân trung ngay đây sâu, thí dụ vậy đó. Cho nên là người ta hễ đi đến quốc gia nào thì người ta tạc tượng theo cái đẹp của quốc gia đó. Mình nhìn mình không thấy đẹp, nhưng mà nước người ta thấy đẹp. Thí dụ như những tượng Phật mà cái thời gian mà người Việt mình mới qua đây đó, đâu có tượng Phật của mình đâu. Mình toàn là thỉnh tượng của nước Miến Điện, nước gì đâu. Trời ơi, nhìn mình không có cảm tình. Nhưng mà vì biết tượng Phật thì mình thờ thôi, không? Nhưng mà người ta thấy đẹp đó. Nhưng mà mình thì cảm thấy tượng này không có trang nghiêm, không đẹp. Nhưng mà những cái năm đầu tiên mình mới qua, mình lập nghiệp, lập chùa ở đây, tượng Phật chùa nào cũng giống nhau. Và từ từ bây giờ cái phương tiện nó tốt rồi, qua lại tốt rồi, thành thử ra ở đâu cũng có những tượng Phật rất đẹp. À, thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa giải thích một chút như vậy cho đại chúng biết là cách thức mình thờ Phật, ở nhà mình tụng kinh như thế nào. Người Phật tử tại gia đó, căn bản đó nên học thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, học thuộc chú Đại Bi, học thuộc chú Vãng Sanh, một hai bài sám căn bản, thí dụ như sám Thập Hạnh Phổ Hiền, sám sám Thập Phương, vân vân, những bài sám đó căn bản. Đó thì Pháp Hòa giải thích như vậy ha. Rồi ở đây có câu hỏi kế đó là: xin thầy giải thích chữ vạn, và nếu như trường hợp mà cái chữ vạn đó đôi khi nó cái chữ vạn đó thì người ta có thể hiểu lầm đó là cái dấu hiệu của Đức Quốc Xã. Thì cái câu hỏi này Pháp Hòa cũng đi nhiều nơi và cũng có nhiều người thắc mắc như vậy. Thì ở đây sẵn Pháp Hòa giải thích theo cái hiểu của Pháp Hòa như thế này. Theo như ở trong kinh nói đó, chữ vạn đó có nghĩa là tượng trưng cho kiết tường. Thí dụ như cái quyển Tự Điển Phật Học của ông Đoàn Trung Còn thì ông cũng giải thích đó, chữ vạn nghĩa là tượng trưng cho các tường, bởi vì đó là một cái chữ của bên Ấn Độ. Và người Ấn Độ người ta gọi cái đó là vạn tự hay là kiết tường tự. Và trên cái ngực của chư Phật thường có cái chữ dấu hiệu chữ vạn, tượng trưng cho kiết tường. Mà chữ vạn mà đúng như trong Tự Điển họ vẽ đó, thì cái chữ vạn đó cái mũi nó chỉa về cái hướng này, coi như là nó đi nghịch lại với cái chiều kim đồng hồ. Giống như cái tượng Phật ở đây mình thấy đó, nhà chữ vạn đó, theo như trong sách để là như vậy. Và ngày xưa Pháp Hòa được một cái vị trưởng lão giải thích đó, tại sao mà mình phải chĩa cái mũi đó đi lên như vậy, là bởi vì nói là người tu là cái người mà đi nghịch lại những cái dòng đời. Hiểu ý không? Cái thay vì ví dụ đi chiều đi nghịch đi thuận, cái đầu tiên cái mũi đầu á đi về hướng này là đi ngược lại, có mình thuận theo thế gian. Không, còn đây là mình là cái người đi nghịch lại, có nghĩa là sao? Thí dụ người ta mê thì mình tỉnh. Phải không? Người ta tham đắm thì mình phải bố thí. Thí dụ vậy đó, nghịch là cái kiểu vậy đó, chứ không phải mình đi chống bán ai. À, chữ nghịch có nghĩa là những cái mà thế gian người ta làm, người tu mình không làm. Vậy đó. Và khi mà mình sinh sống ở cái đất nước Á Đông á, thì cái chữ vạn nó trở thành ra một cái biểu tượng bình thường. Ai thấy cũng biết là cái đó của một tôn giáo. Có thể họ không có hiểu cái nghĩa, nhưng mà họ biết chắc cái chữ này là chữ trong chùa. Nhưng khi ra nước ngoài á, thì cái chữ này nó trở thành ra cái rắc rối. Cái rắc rối là bởi vì người ta cứ lầm cái chữ này với cái chữ vạn của Đức Quốc Xã, mặc dù mình biết nó không đúng, nó không có giống nhau.
Và cái chữ của mình là viết là nó vuông vậy nè. Còn cái chữ của bên Đức á, là nó sau khi viết rồi cái nó đưa ra cái hình thế thế gì mình kêu là cái thế gì? Diamond đó, không biết tiếng Việt. thì như vậy đó. Thì quý vị biết là cách đây 20 năm Pháp Hòa có gặp một vị thượng tọa, thì thầy cũng có dạy Pháp Hòa như thế này. Thì cái bữa đó đó có cái tượng Phật đản sinh đâu chừng gang tay thôi, thì mình mới cúng dường cho thầy, đem về chùa thầy để thầy làm lễ Phật đản. Thì trên ngực vẽ chữ vạn. Thầy mới nói Pháp Hòa, con đi lấy cho thầy tờ giấy có stick, có keo để dán cái chữ đó lại. Cái mình hổ làm sao thượng tọa dán lại. Thầy nói ở đây người ta không có hiểu cái này, mà mình thì không có đủ ngôn ngữ tiếng Anh để mình giải thích với họ, biết không? Rồi mình cầm đi nó mất cảm tình. Thí dụ nó hỏi thì mình giải thích bập bẹ đi còn được, mà nhiều khi nó không hỏi mình mà nó tự nhiên nó mất cảm tình với mình. Nó nói vậy là mình với lại Đức Quốc xã có liên hệ gì đây, hiểu không? Nhiều khi cái là nó họ không hỏi. Cho nên thầy nói thôi, để mà tránh cái rắc rối đó, thầy dán lại để thầy đi ra phi trường cho nó khỏe thầy, phải không? Mà Pháp Hòa với kinh nghiệm Pháp Hòa cũng vậy. Bởi vì nhiều khi họ không có hiểu đó, rồi mình giải thích thì mình là không có đủ cái từ ngữ để mình giải thích cho hiểu hết được. Thành thử ra sau này những cái tượng Phật nào mà mình, nếu mình tạc mà mình có thể dặn họ đó, là đừng có để cái đó lên thì khỏi mất công. Mình phải giải thích nó rườm rà vậy thôi. Và bây giờ quý vị thấy đa phần ở các chùa ở hải ngoại không có chùa nào mà vẽ cái đó trên vách, trên tường, hay là trưng cái chữ đó ở trên nóc chùa. Ở Việt Nam là thỉnh thoảng mình đi những ngôi chùa cổ á, mình thấy người ta làm cái chữ vạn, ta để ngay trên nóc chùa, tại vì kiết tường mà. Nhưng mà người ta đâu có thấy nó kiết tường gì đâu, phải không? Nếu như cái người mà người ta không hiểu, người ta nhìn người ta mất cảm tình, thành thử mình treo cái đó lên mình chưa kiết tường mà người ta đã không ưa mình rồi. Thành thử ra thôi, để tránh cho cái rắc rối vấn đề giải thích được đó, thì mình cũng nên lược bớt cái đó đi. À, bớt cũng không sao, thêm cũng không sao, nhưng mà thôi bớt thì nó đỡ phiền, ví dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy. Thì mình nếu như trường hợp mà mình thấy rằng không cần thiết thì thôi khỏi. Dạ. Ở trong này có một câu hỏi nữa là tụng kinh Pháp Hoa khi chết rồi thì mấy chục năm cái lưỡi nó không có rã, tức là nó vẫn còn tươi tắn vậy đó, thì hỏi là như vậy thì như thế nào? Thật ra cái này đó thì Pháp Hòa chưa có thấy, cho nên Pháp Hòa không có dám nói là 100%, phải không? Nhưng mà như thế này, nếu mình nói gần một chút á, mình nói cái đạo lý đó, thì kinh Pháp Hoa là một bản kinh chỉ thẳng nói rõ cho chúng ta trở về với cái chân tâm Phật tánh của mình để chúng ta tu hành. Thí dụ như quý vị thấy á, trong kinh Pháp Hoa có đưa cái ví dụ như là ở trong nhà lửa có một đàn con đang chạy giỡn, cha kêu ra không có ra. Rồi cuối cùng người cha phải dụ bằng ba thứ xe dê, xe hư, xe trâu để các người con ra. Ở trong đó đưa ra nhiều cái ví dụ, nhiều hình ảnh. Thì tóm lại những hình ảnh, những ví dụ để nói lên cái gì? Vậy xác định rằng tất cả chúng ta ai cũng có khả năng tu hành thành Phật hết, ai cũng có khả năng tu tốt hết đó. Và chúng ta không có nên nghĩ rằng mình không có khả năng. Đó, cái ý vậy đó. Cho nên ngày hôm qua mình nói là cái hạt minh châu ở trong chéo áo đó, ta mình có cái tốt, có cái quý đó mình không biết, mình cứ chạy mình đi tìm chỗ này chỗ kia, nhưng mà rốt cuộc mình mới nhận ra rằng mình cũng có khả năng đó. Cho nên quý vị biết không, quý vị mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là một cái sự nhắc nhở trở lại mình cũng có Phật tánh trong lòng mình rồi, mình cũng sẵn có cái đức hạnh từ bi hỷ xả trong lòng mình rồi, đó là giáo pháp để mình tu đó, mình cũng có cái khả năng sống hòa hợp rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình phát nguyện để mình xác định nơi mình có Phật, có Pháp, có Tăng, và nguyện mỗi ngày sống như Phật, sống như giáo pháp của Phật, và sống như những người sống hòa hợp. Cái đó gọi là đồng thể tam bảo đó. Phật với mình cũng có những cái đó. Thì khi mà chúng ta trở về được thì quý vị biết không, mình đâu có bị tiêu rã.
Mình đâu có bị những cái mà cái tâm đó đó, cái tâm mà sống được với cái chân thật đó, có cái gì làm cái tâm nó cháy rã được không? Cho nên mình nói về cái lý đó thì là như vậy. Nhưng mà nói về cái sự mầu nhiệm thì nó bất khả tư nghì, không thể nói được. Mà ở đây Pháp mình chưa thấy thì mình không dám xác định. Nhưng có những cái chúng ta chưa thấy không có nghĩa là nó sẽ không có. Phải không? Ở đây mình chỉ nói như vậy. Rồi tùy theo cái niềm tin của mình mà mình trì tụng, mình hành trì và mình tu tập. Chứ còn thí dụ như nói quý vị trì kinh đi, bảo đảm khi chết không có rã. Mà người nào trì kinh 30-40 năm rồi mà để vô trong lò đốt ra rã hết, cái nói kinh không linh. Không phải vậy ha. Thì thôi bây giờ mình hiểu cái ý trước, mình hiểu cái lý trước. Tức là mình trở về được với cái tâm chân thật của mình, nhận ra được cái tâm chân thật ở nơi mình giống như hạt kim cương rồi, thì cho xuống bùn, cho vào lửa cũng không có hề chi. Đó, mình hiểu cái lý như vậy đi. Còn cái sự đó là do cái sự hành trì của mình. Thưa Thầy, bài chú Đại Bi trong kinh Nhật tụng hàng ngày có nguồn gốc từ kinh nào? Âm, nguyên âm đọc tụng có khác biệt gì không? Giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Tây Tạng, Trung Hoa vân vân. Nếu thành tâm trì tụng Đại Bi sẽ mang lại lợi ích gì? Xin Thầy hoan hỷ. Thí dụ, chú Đại Bi á, là một bài thần chú, một bài mật chú ở trong cái giáo pháp mật tông. Quý vị nhớ là trong Phật pháp á, có nhiều tông, có nhiều cách tu lắm. Có nhiều người thì tu theo mật, tức là trì chú. Có người tu tịnh là niệm Phật. Có người tu thiền là ngồi thiền. Vậy thì ai mà theo cái pháp tu nào thì họ dùng ứng dụng theo cái pháp tu đó. Thì chú Đại Bi là một trong những bài chú ở trong mật tạng. Và dĩ nhiên cái chữ nguyên âm Ấn Độ á, người Trung Hoa dịch đọc âm lại nó cũng khác. Người Hoa âm lại từ cái chú Đại Bi nó đã khác rồi. Rồi người Việt mình âm lại thì nó lại sai thêm một chút. Chứ không có gì mà cái chuyện đó là thường thôi. Bây giờ mình nói ví dụ nè. Người Mỹ họ nói tiếng Anh. Người Canada nói tiếng Anh. Người Úc nói tiếng Anh. Quý vị có nhận ra ba cách nói khác nhau không? Cũng chung một cái chữ thôi mà người Anh phát âm khác một chút. Người Mỹ phát âm chút khác một chút. Người Canada phát âm khác chút, rồi gặp mình người Việt, người Hoa phát âm còn khác nữa. Đấy không? Nhưng mà linh nghiệm giống nhau không? Nói ra hiểu trần. Như hôm trước có một bác Phật tử ở chùa, thì mấy anh Tây Phương anh tới, anh bấm chuông anh hỏi thầy đâu. Bác này không biết nói làm sao, bác mới đưa tay bác chỉ nó thầy đi rồi, mà bác đưa vậy nè. Thì anh này mới nhìn xe thầy còn, mà sao nói thầy đi. Thì anh muốn nói với bác, anh mới chỉ cái xe. Anh chỉ cái xe thì ý muốn nói là xe thầy còn đây mà sao nói thầy đi. Thì trời ơi khổ nữa, bà cụ này không biết làm sao. Thì bà mới ngây đơ ra vậy, là tượng trưng cho người chết. Thầy đi ngây đơ vậy. À anh này anh hiểu liền, nó thầy đi tụng đám ma. Thật sự là có những cái ngôn ngữ chỉ cần bà chỉ, bà nói, bà nhắm mắt bà ngây đơ vậy, rồi cái là bà chỉ ra ngoài đường, cái là à biết rồi thầy đi tụng lắm mà. Thì nguyên cái chữ Phạn người Hoa âm đã khác rồi, mình người Việt á mới lấy kinh của người Hoa âm lại thêm tiếng Việt của mình thì nó lại sai, nó cũng trật đi một chút. Tuy nhiên do cái sự thành tâm của mình trì tụng thì nó có cái sự mầu nhiệm như thường. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các pháp phải được xuất phát từ cái niềm tin của mình. Khi mà cái niềm tin của mình mà có đó, thì nó có những cảm ứng mà bất khả tư nghì, không thể nào mà gọi là chúng ta có thể suy nghĩ mà có thể nói được. Thí dụ như á, cái bài chú tiếng Việt mình tụng trong đó nó thiếu 5 chữ, mà nếu mà trở qua cái bản của người Hoa trong đó có 5 chữ mà người Việt không có tụng.
Không, thì bây giờ á, mình đi theo cái thường lệ thôi. Bây giờ người Việt mình mấy chục năm nay tụng, mình tụng quen vậy rồi, thì bây giờ mình cứ tụng thôi. Rồi mình thể không thể mình nói mình tụng thiếu hay là mình tụng dư, phải không? Thì thôi bây giờ cứ hồi nào giờ mình tụng sao mình cứ tụng vậy. Còn cái bản của người Hoa ta tụng, ta trong đó đến một cái đoạn nó có năm chữ ta để trong đó, thì bản Hoa và bản Việt nó có một chút xíu khác, và cái phần phát âm là chắc chắn phải bỏ, phải có khác. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ hồi xưa không, người ta âm nguyên cái âm của tàu, thí dụ như Nam Mô gì, Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, âm từ cái chữ Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Đạt Dharma Gia, Nam Mô Sangha Gia, thì mình âm là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, thấy không? Rồi cái bài là Án Nại Mo Bo Cót Ngò Ti là mình âm theo tàu đó, O O Lai Mì Thang, Tô Mì Ti Chim Chìm Thang, Điệp Tỏ Lai Tòa Gia, Thác Tháp Kia Thạc Gia, Thang Dúc Thang Giót. Rồi cái cuối cùng là người Hoa họ đọc là Ta Bà Ha Rồi Tó Bò Ho, cái này mình cũng âm là Tô Bò Kho. Rồi bây giờ sau này cái mình âm lại một lần nữa để tụng cho nó đỡ đi, thì mình tụng là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mạ Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, thí dụ vậy. Án Nại Mo Ba Cát Ngõ Đế, A Ba Ra Mật Đạp, A U Rị A Nạp, Tô Tất Nể, Thiệt Chấp Đạp, Điệp Tả Ra Tể Giả, Đắc Tháp Cả Đạt Giả gì đó. Mà ngày xưa là mình na Án Nại Mo Bo Cót Ngò Ti, bây giờ mình âm là Án Nại Ma Ba Cát Ngõ Đế. Thấy không? Thành thử khi mình âm là nó có cái trật rồi, nhưng mà không sao, mình thành tâm mình tụng. Ví dụ cái chữ âm ta đầu là ram, mình đọc bây giờ là án lam, mình tụng theo người Bắc là um lam, người Bắc âm là um lam. Rồi sa ha có chỗ đọc là xóa ha, có chỗ đọc là tóa ha, có chỗ đọc ta bà ha. Giờ chữ nào đúng, phải không? Tùy chữ nào nó cũng âm thôi chứ không có chữ nào đúng hết, bởi vì mình không có đọc đúng nguyên cái âm. Hôm trước đi Anh thì Pháp Hòa có dẫn chú theo, mà lên trên đó thì cái cô chiêu đãi viên cô hỏi chú mà chú không có hiểu cái cô đó nói gì hết. You want some coke? You want some coke? Cô ca, chú này không hiểu nói cái gì. Mà mình thì Pháp Hòa đi Anh mấy lần nhưng mà nghe mà hiểu, hỏi hỏi con có uống coca không. Chú bây giờ chú mới nghĩ ra được cái âm đó, phải không? Thì thành thử ra mỗi người á, cái giống như mình thôi à, mình nói tiếng Anh á đâu có chuẩn đâu, người Việt mình nói tiếng Anh đâu có chuẩn, trừ những em mà nó sanh ra ở đây nè, từ nhỏ tới lớn sanh ở đây là nó phát âm thì thôi khỏi chê rồi. Nhưng mà người lớn mình qua đây là mình học tiếng bồi không à, mình đi vô trường mình học tiếng bồi không à. Ta kêu thank you, cái mình ghi chữ thén kiều để mai mốt mình âm cái chữ đó. Thí dụ như ta kêu thao, cái mình ghi chữ thao với chữ ồ để mai mốt mình cần cái kêu thao ồ, thí dụ vậy đó. Thành thử ra mình là mình học tiếng bồi, mình học như vậy, cho nên ở đây mình mà mình nói mình Tây nó vẫn hiểu, phải không? Nó vẫn thương mình như thường à. Thấy nhiều khi thấy mình đọc trật thì thương dữ lắm à. Giống như Pháp Hòa mà giảng cho những người Mỹ cũng vậy, khi mình mới mới bắt đầu mình ra mình nói chuyện cho người Mỹ cũng vậy, nhiều khi có những cái chữ mình phát âm đâu có chuẩn, thì có những người Tây á, họ rất là dễ thương, sau khi mà giảng xong xuống họ nói liền, họ nói thầy nói hồi nãy cái chữ đó đó phải không, là thầy phát âm nó hơi trật, thầy phải phát âm vầy là mới đúng nè. Không, thành thử ra người Mỹ họ cũng vậy. Ở đây á, qua cái bài chú thì mình thấy rằng á, mình âm lại thì chắc chắn nó phải có phần sai chạy. Về cái phần linh nghiệm thì bất khả tư nghì, và mỗi người ai trì thành tâm cỡ nào thì cái sự linh nghiệm nó ứng theo cái đó, mà không thể có một cái câu trả lời xác định là như thế nào, nhưng mà mỗi người tâm niệm và cảm nhận được cái điều đó. Hôm trước á, Pháp Hòa có một người thầy, một vị thầy bạn, thì thầy có cái thói quen á là mỗi tối trước khi đi ngủ là thầy trì 5 lần chú Đại Bi. Thì cái bữa đó đó, ở Việt Nam mà quý vị biết, đụng xe một cái là ít khi nào mà không có bị thương lắm. Từ bị thương nặng cho tới chết. Thì thầy mới kể Pháp Hòa nghe, thầy nói á, là cái bữa đó đó thầy bị một chiếc xe nhà binh nó tông.
mà quý vị thấy người ta hàng xóm, người ta ngồi, người ta thấy rằng cái xe nó lủi vô cái xe đạp của thầy là bảo đảm ông thầy này là chỉ hốt đem về thôi chứ còn không còn. Vậy mà thầy nói Pháp Hòa nghe là đặc biệt á, là khi cái xe nó vừa tông thì thầy thấy có một bàn tay, một người nữ mặc áo trắng nắm thầy đem vô gốc cây để. Mà thiệt, sau khi mà cái xe tông rồi, cái xe đạp thầy nó văng đi một cái rồi, thầy vô gốc cây thầy ngồi tỉnh queo vậy. Thầy mới phone thầy kể Pháp Hòa nghe, thầy nói Pháp Hòa ơi, nghĩa là mình phải nghĩa là tin chú Đại Bi là tuyệt tuyệt linh diệu chứ không thể thường được. Một cái xe nhà binh mà nó đâm vô mà thấy chết, mà người hàng xóm mà nó rồi ông thầy này tiêu rồi. Vậy mà thầy nói là khi mà tông vô thầy thấy rõ ràng trong cái cơn mà thập tử nhất sanh như vậy, có một bàn tay nắm thầy đem vô trong gốc cây để. Mình có thể mình nói ra thì người ta nói trời ơi, nói mấy cái chuyện thần thoại cho nên không có nói. À, ai trì tụng có những cái linh diệu gì thì tự mình cảm nhận được điều đó. Mình nói có nhiều khi người ta không có tin, phải không? Mà nhiều khi người ta còn nói mình hình như không bình thường nữa, phải không? Thành thử là thường thường á, khi chúng ta tu, tại sao các vị Phật, các vị Bồ Tát người ta tu chứng mà người ta không nói? Tu chứng mà còn không nói, huống chi mình bây giờ chưa chứng mà đi khoe, phải không? Nhiều khi chưa tu nữa đó. Thành thử ra ai mà nếu mà có tu chứng người ta cũng có khoe đâu, người ta tự niệm người ta biết à, phải không? Còn mình mà bây giờ chưa gì hết mình đi khoe, mình nói mình chứng quả này quả kia đó, cũng có quả đó mà quả gì không biết, quả lựu quả tạ gì đó mình không biết. Nhưng mà thường thường là người ta không có đi khoe khoang cái sự chứng đắc của người ta. Còn linh diệu thì linh diệu lắm, bất khả tư nghị. Quý vị biết là Pháp Hòa cũng có nhiều cái cảm nhận màu nhiệm trong Phật Pháp. Tại vì mình tu á, mình phải có cái cảm nhận đó thì tự nhiên nó mới thăng tấn, nó mới làm cho mình, nó sách tấn cái niềm tu, cái sự tu hành của mình. Nhưng mà mình kể ra thì giống như người ta không có cảm nhận được. Nếu ai ở trong những cái đó thì mình nói thì người ta sẽ cảm nhận. Còn người ta chưa tới cái chỗ đó mình nói thì đôi khi người ta không có biết được. Thấy không? Cho nên người xưa thường dùng cái chữ là như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Còn mình nói ra đôi khi người ta không tin, người ta còn đem cái lời không đẹp nữa thì không nên. Dạ. Thì Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Ở đây có vị nào có câu hỏi khác không? Hỏi dễ dễ thôi nha. Con hỏi cũng không có. Ừ, câu này hay. Kính thưa thầy, tượng Đức Phật Thích Ca lúc nào họ cũng tạc Đức Phật có tóc quăng. Tục thế phát quy y có phải bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế hay không? Hay là chỉ có từ sau ngày Đức Phật nhập diệt? Khi mà Đức Phật đi xuất gia đó, Ngài cũng cạo tóc như thường. Quý vị có nhớ không? Ngài đi vào trong rừng cắt tóc xanh. Ngài nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc xanh và nguyện đoạn hết thải tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền. Vậy thì Đức Phật ngày xưa Ngài cũng cắt tóc đi tu. Và cái chuyện gọi là cái chuyện phủi tóc đó đó là nó đã có từ thời Phật. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta tạc hình Phật, ta làm tượng Phật, người ta không để Đức Phật cạo đầu luôn, mà tại sao để Đức Phật có tóc? Nó là như thế này. Bởi vì cái tướng tóc của Phật là một trong 32 tướng, là tóc Đức Phật là quăng xoắn. Và khi mà người ta để, bởi vì tạc một cái hình Phật để mình nhìn bên ngoài thì đâu có đủ hết 32 tướng. Cho nên bây giờ giữ lại những cái tướng nào mà có thể vẽ lên hình ảnh được, để người ta nhìn, người ta biết được à, tướng tóc quăng là tướng làm sao, để cho đầy đủ 32 tướng của Phật. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Chứ còn thật Đức Phật ngày xưa Ngài cũng cạo tóc, Ngài tu, chứ không có gì hết. Có nhiều khi quý thầy giỡn,
Quý thầy, mấy đứa nít nó cứ thắc mắc, quý thầy nói vậy là Phật không có công bằng hả con ha? Phật bây giờ Phật bắt quý thầy cạo đầu, Phật thì để tóc. Không phải, thời Phật cũng cạo như vậy. Nhưng mà bởi vì người ta tạc tượng Phật, quý vị thấy không, đâu có tạng được tướng Đức Phật đầy đủ 32. Một cái hình ảnh ngồi thì bây giờ chỉ có thể biểu hiện qua cái gì? Mắt, mũi, tai, vân vân thôi. Thành thử tóc cũng là một trong 32 tướng, cho nên để mà nói lên cái tướng hảo của Đức Phật. Hỏi đi, nếu không có hỏi trực tiếp cũng được. Dạ. Có microphone là cái gì mà muốn hỏi hỏi trực tiếp như thầy. Xin thưa thầy, làm sao để biết mình hay là vị thầy mình đã chứng quả, có phải không? Thầy mình chứng thầy còn không biết làm sao mình biết. Thường thường á, mình hiểu là cái thông thường mình hiểu chứng quả đó có nghĩa là ngồi bùng một cái thầy mình bay bổng ở trên hư không, phải không? Thầy chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, mình nghĩ vậy gọi là chứng. Không phải, cái đó không phải chứng, cái đó chưa đủ. Mà cái chứng đắc của Đạo Phật đó, có nghĩa là khi chúng ta thẩm thấu được tất cả cái thật tướng của các pháp, cái sự thật của cuộc đời, và khi nó đến như thế nào, lòng mình cũng bình an, không có chồi lên vui buồn khổ lụy theo nó. Đó, mình chứng rồi đó. Thí dụ như Đức Phật, Đức Phật chứng là sao? Khi mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài hoát nhiên đại ngộ. Ngài ngộ cái gì? Ngài ngộ cái lý duyên sinh của tất cả các pháp. Không có cái gì mà tự nó có thể có mặt được. Bất cứ cái gì trên thế gian này cũng phải có những cái nhân, cái duyên để nó tác ra cái quả. Thí dụ, Pháp Hòa là một nhân, quý vị là nhân. Pháp Hòa là nhân thích nói, quý vị nhân thích nghe. Chùa này cũng là cái nhân thích cho mình tới, phải không? Cho nên chùa là nhân, quý vị cũng nhân, Pháp Hòa cũng nhân, rồi ba cái nhân này duyên lại với nhau để thành ra cái gì? Thành ra cái quả. Cái quả là ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây và nói chuyện Phật Pháp với nhau. Rồi trong cái nhân đó đó, nó có nhiều nhân khác không? Có. Không cho ăn đi sao nổi, không có uống sao nói nổi, vân vân. Cho nên trong cái nhân nó còn nhiều nhân nữa để tạo ra cái nhân đó. Cho nên nó trùng trùng duyên khởi. Đạo Phật dùng cái từ là trùng trùng duyên khởi, nói không cùng không tận. Cho nên mình nói là ô, cái đó do cái ông đó tạo, cái đó do bà đó sanh. Nói là nói vậy thôi, chứ mà đi tìm sâu nhìn cho kỹ thì ông bà đó có thể làm được cái gì không? Đâu có được. Tại ngay bản thân vị đó cũng do nhiều nhân nhiều duyên để mà có mặt mà. Hiểu thầy nói không? Đó, cho nên cái chứng quả người ta thường cứ hiểu là đi đâu cũng phóng hào quang, bước tới đâu là bắt đầu nghĩa là bông sen nó nở lên, đạp lên lửa, đi trên nước. Không. Cái chứng quả của Đạo Phật là khi mình thấy được thật tướng của vạn sự vạn pháp rồi thì tâm mình bình an vô cùng. Thịnh suy vô bố úy. Vì sao? Vì hiểu rất rõ là thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Cái chuyện đời nó có thịnh có suy, lòng không sợ. Tại sao không sợ? Vì hiểu rất rõ thịnh suy của cuộc đời này giống như những giọt sương trên ngọn cỏ. Mình có của giống như giọt sương trên ngọn cỏ thôi, mấy mươi năm rồi thì có thể nó cũng hết. Mà thậm chí có người chỉ trong một ngày, có người giàu khủng khiếp lắm, nhưng mà vì cờ bạc hay vì làm ăn thua lỗ có thể mất tất cả
chỉ trong một giờ một ngày, có phải không? Cho nên đó, cái người mà họ chứng là thấy cái gì? Chứng đây có nghĩa là thấu rõ, tường tận, không còn mê lầm. Mình nhìn vô thân mình thấy nè, có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Cuộc đời này không có cái gì mà nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Thì thấy được như vậy rồi thì bình an trong cõi lòng. Mà cái bình an cõi lòng làm sao? Chứng rồi đó. Ai có thể chỉ được cái chứng đó? Không thể được. Bởi vì thầy cầm ly nước thầy uống thì mấy đứa không thể thấy rằng ô nước đó nóng hay lạnh. Lạnh nóng thầy biết, phải không? Nãy thầy dùng cái từ như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình không thể nào mình hỏi thầy chứng chưa. Còn nếu mà nói theo người Bắc là bưng ly nước tới và mời thầy chứng nước. Có là thầy uống vô để thầy taste the real taste of it. À, thầy uống vô thầy biết nó lạnh nóng thầy tự biết. Chứ người Bắc người ta mời ly nước sao? Mời thầy chứng nước. Thầy nói cái chữ chứng đó là do mình biết. Rồi chứng cỡ nào, tầng lớp như thế nào, tùy. Thí dụ bây giờ cái chuyện đó ngày xưa nó làm mình khổ 5 tháng. Bây giờ mình tu rồi, trời hay quá, khổ còn có 1 tuần à. Rồi tu hay hơn nữa, khổ còn có 1 ngày à. Tu giỏi nữa, tích tắc. Buồn 5 phút, cho nên cái chậu buồn 5 phút hay lắm. À, buồn maximum 5 phút. Hiểu có gì. Thì giờ bây giờ này người ta thích mình vui cái người ta lại ta khen mình vài câu, trời ơi mình rạng rỡ ra. Cái ta muốn mình cho buồn cái mình ta lại ta chê mình, ta lại ta nói một hai câu cái buồn ra. Cho nên là mình là sao? Mình là cục bột ta nắng à. Ta muốn mình vui buồn là ta bấm. Ta có monitor hết trơn à. Cho nên mình không có chứng mà người ta chứng. Người ta chứng là người ta biết mình hết trơn à. Ta biết mình sao hết trơn. Cho nên mình á thì không chứng mà để người khác chứng. Người khác chứng là gì phải không? Ta biết hết mình, ta thấu mình hết trơn à. Cho nên mình phải ráng. Cho nên ở cái chỗ chứng của Đạo Phật á, là khi mình hiểu được tất cả các pháp. Mà mình hiểu được thật tướng của các pháp là gì? Thật tướng của các pháp là không tướng. Không có cái tướng thật của nó. Đây bây giờ mình nói ví dụ. Bây giờ mình nói ví dụ nè. Đây quý vị gọi đây này là cái gì? Cái bình hoa phải không? Đó, gọi bình hoa. Đó, tướng này mình nhìn cái tướng này mình kêu là tướng bình hoa. Bây giờ thầy rút từng cái ra coi còn gọi là bình hoa nữa không? Không. Vậy thì cái thật tướng của cái bình hoa là không? Không có tướng. Mà nhiều cái thứ nó gom lại cái kêu là cái bình hoa. Mà giờ rút ra hết cái không còn gọi là bình hoa. Quý vị thấy rõ không? Không có tướng. Cái gì gọi là tượng đó này? Đó, bây giờ nhìn thì nguyên về cái kêu tượng mà lỡ rớt cái bể cái rồi hết tượng. Phải không? Đó, hết tượng rồi mình còn mình tưởng. Đó, cho ta kêu tưởng tượng đó. Mà Việt Nam hay đùa nó tưởng tượng như tưởng voi. Tại nhiều khi cái thứ nó con chút mà mình tưởng nó khổng lồ. Phải không? Đó, cho nên nhớ nha, lên internet nhiều là cẩn thận nha. Nhiều khi người bên kia nói anh đẹp lắm. Em dễ thương lắm. Tới hồi mình gặp rồi cái mình tái quả tâm tinh. Thành thử ra bây giờ mình nói nè. Thấy không? Sơn nè, màu nè, đất nè, đủ thứ duyên với nhau, nhân duyên nhau rồi coi tượng. Nhưng mà mình chỉ mỗi một cái phần, không có cái gì tướng, cái tướng của tượng hết á. Không, mình chỉ nó cái bình, chỉ đây nó cái hoa, chỉ đây nó cái mão, chỉ đây nó cái áo. Không có cái tướng tượng Quan Âm. Quan tượng Quan Âm là nhiều cái tướng, không phải là Quan Âm. Hợp lại về cái mình kêu là Đức Quan Âm Bồ Tát. Hiểu chưa? Khi mình chứng là như vậy đó, tức là mình thấy được rõ cái thật tướng của các pháp là không tướng. Các thật tướng của các pháp là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như huyễn, không có thật. Đấy, các pháp này là duyên sinh đấy nè. Cái hoa, cái lá này duyên nó sinh ra có bình hoa. Nó là như huyễn đó. Tuần sau trở lên bình hoa này héo rồi. Không chừng thứ năm thứ sáu là nó đi vô thùng rác rồi. Mà cái xe rác đem tới là đổ ra ngoài kia rồi, thở thành phân bón rồi. Cho nên thật tướng của các pháp là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như huyễn. Mà đã là như huyễn thì có gì buồn phiền nữa không? Không có buồn phiền. Mà mình biết làm sao? Nó đi nè, mai mốt nó trở thành ra phân bón, nó nuôi cho những cái hoa khác tiếp tục.
thấy được như vậy cho nên tâm mình nó bình an. Rồi cho nên người ta nói mình nặng một câu á, mình nghe mình buồn, là tại vì mình nghĩ câu đó nặng. Mình nghĩ cái câu đó nặng cho nên mình buồn. Bây giờ mình nghĩ cái người nói cũng không thật, mình cũng không thật, lời nói này đâu có gì đâu. Tại vì tiếng Việt mình nghe chữ đó nặng thì mình buồn thôi. Thí dụ như trong Nam mà gặp mình mà mụ, mụ đi đâu vậy? Cái là buồn lắm mà. Trời ơi, tự nhiên kêu mụ. Mà ra ngoài Huế kêu mụ là trọng lắm. Cũng do mình nè, ngôn ngữ là do mình đặt, rồi mình buồn khổ với ngôn ngữ đó. Cho nên biết như vậy ha. Thật tư pháp là duyên sinh, mà duyên sinh là như huyễn. À, mà đã là như huyễn thì có gì buồn. Ngày hôm qua đến đây, thoáng cái là tối chủ nhật rồi, thấy không? Chốc lát nữa đây rồi thì nhà ai về nhà nấy. Nó có gì đâu. Đủ nhân duyên nó hợp, cũng đủ nhân duyên nó rã. Rồi mai mốt cái đủ nhân nó hợp nữa chứ gì đâu. Nếu không có hợp hôm nay thì làm gì có hợp những ngày kế. Mà nếu không có rã thì làm gì có hợp. Phải không? Ừ. Chứng chưa? Dạ mời chú. Thầy vừa theo cái ý của thầy vừa giảng thì con xin được đặt hỏi thêm một câu hỏi của thầy. Như thầy mới nói là giảng pháp thì đơn duyên sinh và như quyển. Thì trong cuộc đời của mỗi chúng sinh đó thì như thầy đã nhận là phải có sinh già lão tử. Thì chúng sinh thì sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Nên nhiều khi trong ở bên Việt Nam thì khi gia đình có người thân qua đời thì khóc rất là nhiều. Bởi vì đó là cái lần chia tay cuối cùng, không bao giờ gặp lại. Thì những bên này thì mình nói không được khóc. Khóc thì người đi thì quyến luyến đó. Nhưng mà nhiều khi đó, mình không khóc đó, thì những người khác nói mình vô cảm, không có thương cha mẹ, không thương con, vậy mà đứng im không rơi một giọt nước mắt. Dạ. Thì nếu mà mình nhìn ra tính duyên sinh duyên khởi và như quyển của thầy vừa mới giảng đó thưa thầy, thì mình có phải là vô cảm không hay là mình đã chứng được chút xíu rồi thưa thầy? Hồi chi mà khọ rửa, hồi rửa biết rắn mà trả lời. Thì theo như quan niệm của ngày xưa đó, cha mẹ mất hay người thân mất mình phải khóc, khóc cho thiệt là nhiều mới biểu lộ cái sự hiếu đạo của mình. Pháp Hòa nhớ đó, ở Việt Nam nó có nhiều khi người ta khóc mà ta không cho chùi nữa, để cho nước mắt nước mũi nó chảy lòng thòng vậy đó. Biết làm chi biết không? Để nói lên cái đau khổ cùng tột của mình, có phải không? Quý vị nào ở Việt Nam là sẽ biết cái việc đó. Rồi ai mà không có đủ trình độ khóc á, khóc phải có phải có trình độ khóc nha, khóc có bài bản. Thành nữ mà khóc mà không có bài bản là đi mướn người khóc. Ở ngoài Bắc á, hôm trước mà đọc cái bài báo, ngoài Bắc bây giờ có cái tục là khấn mướn. Thì những người nào mà họ khấn giòn đó, họ đứng ở trước cửa đền, cửa miễu sẵn. Ai đến kia nói chị, con tôi nó thi cử, nó tên này là chị khấn giùm tôi. Kể là người đó lấy 10.000 10.000 lần khấn. Cái là vô cái đó thắp cái nhang là hít ngay, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái là hay là gì đó rồi khấn tên người đó ra như thế này thế kia. Thì bây giờ đó, mà trong đạo Phật á, thì nó là đừng khóc. Khóc thì cái người là quyến luyến, không có đi. Thì giờ sao đây? Theo Pháp Hòa thôi. Bởi vì chúng ta là một con người, người dân á, mà mình thấy họ khổ đau mình còn chịu không nổi, huống chi là người thân. Cho nên cái sự ra đi của một người thân là cái sự buồn. Buồn nha, nhưng mà không có khổ. Tại vì có nhiều khi á, người thân mình đau quá trời quá đất, năm này qua tháng kia, mình thấy họ đau quằn quại trên giường, nhiều khi mình khổ. Tại vì mình biết họ rất khổ. Cho nên nếu mà họ đi được á, họ ra đi rồi thì nhẹ cái phần hết khổ của họ. Còn chúng ta thì buồn. Mình có người mà sao không buồn được? Cho nên phải có cái buồn. Vì buồn là một trong thất tình. Và con người là còn trong thất tình, lục dục chứ chưa thể hết. Vậy theo ý Pháp Hòa đó, là mình
Có khóc cũng cứ khóc, nhưng mà đừng rên. Đừng có lợi lắc cái người đó, rên rỉ, kêu réo cái người đó. Chứ còn tiếng Anh nó kêu là emotional, cái cảm xúc của mình, thì mình phải khóc thôi. Làm sao mà không khóc? Ngay cả những cái bài hát Việt Nam mình cũng nghe là cái gì đó, ngày sau sỏi đá vẫn còn có nhau. Có phải không? Thành thử ra mình đâu phải là cỏ cây đất đá mà mình không biết khóc. Ngay cả cái vị thiền sư bị một cô gái đẹp tuyệt vời ôm, mỗi giờ thầy cảm thấy làm sao? How do you feel? Giờ tôi ôm thầy đó, thầy thấy làm sao? Mà hồi xưa mà thầy trả lời một cách rất ngon lành, thầy nói tôi bây giờ giống như là cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh. Có nghĩa là ông thầy nóng tuyệt, nghĩa là tuyệt vời của cái lạnh rồi. Khô mộc, khô mộc là cây khô, ỷ hàng nham tức là dựa ở vách núi lạnh. Tam đông vô noạn khí, ba mùa đông mà cũng không có một chút ấm hơi nào. Trời ơi, đối với mình mà ông thầy tu vậy là hết sức rồi, phải không? Tu là thầy chứng rồi đó, thầy tu đạt rồi đó. Nhưng mà đối với cái bà già mà tu đạt kia hơn đó, thì bà già thấy ông thầy này tu chưa đạt. Tu mà để biến mình thành khô lạnh như vậy thì chưa phải là người tu. Lần sau bà cho người khác ôm ông thầy trở lại. Kỳ này ông thầy chứng rồi, ông thầy ngộ, ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bởi vì cô ôm tôi, cô biết cái cảm giác nó làm sao, và tôi biết cảm giác làm sao. Bà già đó là người thứ ba, đâu có biết hai người mình đang cảm làm sao mà nói cho bà đó biết. Có phải không? Cho nên cái chỗ chính của đạo Phật là cái chỗ đó, không có thể nói. Thấy không? Ngôn ngữ là đạo đoạn. Một lời nói mà nói ra là đoạn đạo rồi, đi xa với con cái đạo rồi. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta khóc đó, nó là chỉ là một cái emotional thôi. Nhưng mà Pháp Hòa đề nghị là mình khóc, nhưng đừng có rên, đừng có gào, đừng có thét, đừng có lắc cái người đó, để cho họ đi cho nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ còn khóc thì làm sao mà không khóc. Và có nhiều người họ không khóc, đâu có nghĩa là họ không thương. Mà cũng không phải là tại họ theo Phật rồi họ không khóc, không phải nữa. Mà bởi vì có những người họ khóc tận ở trong lòng của họ, chứ họ không khóc bên ngoài. Có nhiều người quý vị thấy ngồi cười với mình ha hả vậy đó, mà cứ mỗi lần cười là trong lòng đang khóc. Và thậm chí có những người đang cười với mình, nhưng mà họ khóc không có lệ. Ta kêu là gì đó, nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Có những người đau khổ, họ cười đó chứ, nhưng mà trong cái cười họ có khóc. Mà nếu mình là một cái người để ý cái người thương của mình, đôi khi mình cảm nhận được họ vẫn ăn, vẫn nói, vẫn bình thường, mà somehow cái cách nói bây giờ nó có cái gì đó, nó buồn tủi ở trong đó. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa ngồi ăn với quý Phật tử vậy, lâu lâu Hòa nhìn xuống thì Pháp Hòa thấy hôm nay cái vị Phật tử đó, cái cách ăn của họ khác hơn những ngày thường, có cái nét buồn ở trong đó. Tại vì có nhiều người ăn mà thưởng thức, ăn mà ngon, nó nhìn khác. Cái người ăn mà nó có đau khổ, lâu lâu họ dừng lại, họ nhìn xuống một chút, có khi họ chống nó đũa. Quý vị có để ý những cái người mà đang ăn mà tự nhiên có một cái gì đó nó nghĩ tới, nó nhói tim, ăn không được nữa. Và có nhiều người ăn mà nhìn xuống mà nước mắt nó đi ra, còn nhiều lắm. Cho nên theo Pháp Hòa là quý vị cứ khóc. Nếu quý vị có cảm xúc cứ khóc. Còn ai mà không khóc, mình cũng đừng nghĩ người đó họ không có cảm tình. Mà đôi khi tại vì họ là những người cứng rắn, họ không có khóc bên ngoài. Có những người họ không khóc trước mặt mọi người, nhưng mà khi về tới nhà họ đóng cửa phòng lại, họ khóc khủng khiếp. Có nhiều người họ ôm lấy cái sự buồn đó đến độ là trong nhất kim bao họ cũng khóc.
khóc mà giật mình thức dậy mà ướt gối hết trơn. Thầy Pháp Hòa nói như vậy. Chứ không có, mình không có phải là, tại vì mình đừng có nhìn cái hiện tượng bên ngoài đó rồi mình nghĩ người đó không có buồn, không có tủi, không có thương, không có. Nhưng một phần cũng cảm ơn thầy, tại vì con thấy phụ nữ thì khóc nhiều hơn đàn ông. Thì con tặng thầy hai cái lời của bài hát này, con nghe ở đâu nhưng mà rất là hay, nói về nước mắt đàn ông thế này. Không biết mấy câu có biết câu đó không? Bà xã mình thì biết. Câu đó trong cái bài có câu thứ hai câu thế này nữa thầy. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông trôi sâu trong lòng, mỉm cười mà vẫn âm thầm. Đó thầy mới nói đó thầy. Ý chàng Bần Tăng chưa nghe. Cảm ơn chú. Trời, bài đã nói đúng tâm trạng Bần Tăng quá. Rồi, có việc có câu hỏi khác không? Dạ mời chú. Thưa thầy, trong Phật khi nói về thân thì cũng thấy đã có một mâu thuẫn, mà mâu thuẫn chẳng hạn như là nói là thân người có được là có, và ngoài một những cái đoạn khác lại nói là thân nó là giả tạm, là do duyên phật. Như vậy có phải là có sự mâu thuẫn bên trong cái ý trong nhà Phật? Chú hỏi rằng á, trong kinh thì có chỗ nói là thân người khó được như ngày hôm qua mình nói, rồi cũng có chỗ khác nói thân người là giả tạm nhơ nhớp, như vậy có nghĩa có cái ý mâu thuẫn không? Thì xin thưa là khi mình đọc á thì mới thoáng qua thì mình thấy nó có cái mâu thuẫn, nhưng mà khi mình ngẫm kỹ á thì mình thấy nó không có mâu thuẫn mà nó nuôi nhau. Nó làm cho cái ý nghĩa của mỗi bên nó tỏa rạng ra. Bởi vì nó là huyễn, nó không thật, mà nó là hiếm có. Bởi vì vậy cho nên khi mình có được, phải không, thì mình lại giữ gìn. Nhưng mà giữ gìn không có nghĩa là chúng ta cung phụng nó một cách, nghĩa là hết mực, cung phụng một cách quá đáng. Và bởi vì nó là giả cho nên mình phải chăm sóc. Chăm sóc để làm gì? Để nó có thể last longer, nó có thể nó tốt trong một thời gian nào đó để mình dụng cái thân mình tu. Biết nó là giả nhưng phải giữ. Mà bởi vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc. Còn nếu mà nó không có, nếu là nó là thật thì mình khỏi cần chăm sóc. Thấy không? Cho nên nó rất là khó được, nhưng mà khi cái được đó nó cũng huyễn thôi. Và khi mình có được rồi thì mình chăm sóc. Và cái huyễn mà cái giả đó để cho để cái dơ, cái huyễn đó để nói với ai? Những người nào mà còn bị tham đắm với cái thân nhiều quá, với cái sắc dục nhiều quá, thì người ta phải cần quán thân này là giả, là dơ, để người ta bớt đi cái sự, cái lòng dục đó. Đó là một cách. Còn đối với tất cả chúng ta nhìn thân này khó có, mà có cũng là giả có. Nó đi như vậy đó, chứ không có gì mâu thuẫn. Thí dụ như mình nói nè, mình biết rằng á, ăn là để no, phải không? Rồi ăn mấy tiếng sau nó cũng theo cái sự biến chuyển nó đi ra. Vậy thì thôi khỏi ăn, tại vì ăn rồi thì cũng ra cái nhơ nhớp. Mà ăn để no, mà tại sao lại ăn cái chất bổ? Đúng, ăn để no, nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn ăn cái gì ăn, mặc cho cái miếng ăn đó nó tàn hoại cái thân thể. Ăn là no, nhưng mà cái no đó đưa vô trong này nó có nuôi dưỡng được cái thân mình để mình giữ thân mình tu không? Thì ý là như vậy. Rồi cái gì nè, nếu mà mình bị cung phụng nó nhiều quá, mình mất thì giờ với nó nhiều quá, mình đã khổ lao với nó nhiều quá, thì chúng ta quán rằng thân này là huyễn.
Thấy không? Nó khó có, mà nếu nó có là nó huyễn có. Thấy không? Mà thấy nó nhơ, nó tạm, cho nên ráng giữ. Giữ để mà ứng dụng nó cho đúng cách, rồi hôm nào nó rã cũng không có khổ. Tại vì trong khi mình có nó, mình đã giữ nó đàng hoàng. Bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình có một người thương, người thương với mình có huyễn không? Nếu mà nhìn cho kỹ thì cũng huyễn chứ gì. Nhưng mà bây giờ trong mấy mươi năm mình sống với nhau, biết nó là huyễn, cho nên trong thời gian nó còn với nhau đó, một ngày nào cũng chia tay đó, thì cố gắng đừng làm cho nhau đau khổ. Cuộc đời vốn đã khổ rồi mà chúng ta còn chồng thêm những cái khổ cho nhau nữa. Cá nhân mỗi người vốn đã có những niềm đau nỗi khổ cá nhân rồi, rồi chúng ta lại tạo những niềm đau nỗi khổ chồng lên cho nhau nữa. Cho nên thương nhau thì chúng ta tìm cách giúp cho nhau bớt khổ. Và ai cũng có những niềm đau nỗi khổ riêng hết. Mình nói ví dụ, có những gia đình sống với vợ, nói chung là nếu nói riêng cái gia đình người đó thì hạnh phúc lắm, nhưng mà về cái đại gia đình thì đau khổ, là bởi vì trong cái gia đình đó có nhiều vấn đề với nhau. Cho nên nếu mình là một người chồng, mình là một người vợ, mình thông cảm, gia đình mình hạnh phúc là một chuyện, nhưng mà cái phía sau của gia đình chồng mình đó là một khối khổ đau do những người thân tạo ra. Hay là phía sau gia đình vợ mình là một khối khổ đau mà vợ mình đó, mỗi lần về nhà cũng chịu đựng nhiều đau khổ lắm. Cho nên cố gắng mình tìm cách mình an ủi, mình lân mẫn, mình giúp đỡ cho vợ. Ngược lại, mình biết chồng mình cũng chịu nhiều cái đau khổ, những cái áp bức, những cái áp lực ở bên gia đình ruột thịt. Cho nên mình đừng có tạo cho những cái đau khổ đó có nữa. Quý vị thấy không? Chứ cái gì nó cũng là huyễn thôi à. Nhưng mà chính nó là huyễn, cho nên mình tìm cách mình bớt được những cái rắc rối chừng nào thì đỡ chừng nấy. Cho nên á, thấy thân huyễn nhưng đừng khinh thường. Phải không? Rồi biết nó khó cho nên ráng giữ nó. Biết nó là giả đó nhưng mà giữ nó để tu. Chứ không có mâu thuẫn chứ. Nó không có mâu thuẫn. Giống như Pháp Hòa ví dụ thức ăn vậy đó. Ăn no nhưng cái gì cũng ăn không được. Biết rằng ăn là để no, nhưng mà có những món ăn nó ăn vô, nó no là một chuyện, nhưng mà bên cạnh cái no đó gì nữa, nó làm cho thân thể bệnh tật. Quý vị thấy cái thời gian nghèo có đói, hay là giặc giả chiến tranh, hay là sanh vào những cái vùng không có ăn uống, thì người ta bây giờ người ta bất chấp, người ta ăn cái gì để mà no là được. Ở cái hoàn cảnh đó mình cũng phải chịu thôi, không có còn cách nào chọn bổ hay là không bổ nữa. Phải không? Nhưng mà ở một cái quốc độ, một cái hoàn cảnh nào mà trong khả năng chúng ta có thể tìm được những cái món ăn cho bổ dưỡng cho thân tâm mình thì mình phải ráng chứ. Ngày xưa có những vị tỳ kheo nghe Đức Phật nói thân là huyễn rồi, ra ngoài tự giận hết mớ. Rồi Phật mới biết được, Phật hỏi quý thầy khác, quý thầy nó nói tại Đức Phật giảng thân này là huyễn cho nên các thầy đó tự vận, nói thân này huyễn giữ chi lâu. Đức Phật nói không được, đó là một sự hiểu lầm. Đó là một cái đoạn kiến đó. Trong kinh Phật gọi đó là đoạn kiến, đó là tà kiến. Phải không? Phật nói như vậy để cho mình thấy cái thân nó là giả, cho nên đừng có bị gì, đừng có để cho nó làm chủ mình quá chừng quá đất đi. Mượn đó. Biết thuyền bè có ngày lũng chứ. Nhưng mà muốn qua sông thì phải sao? Phải mượn thuyền, mượn ghe. Giống như con chú Minh Đức giờ nó lỡ nó bị tai nạn thì nó phải dùng hai cái cây nạn. Mai mốt mà nó khỏe mạnh chân nó rồi thì cái nạn nó không cần. Đó, mình mượn thân như mượn bè. Cho thấy cái thân này giống như cái đền để chúng ta nương tựa. Thân này như cái nhà vậy đó. Thân như là cái nhà, mai mốt rồi nó cũng sụp. Nên trong thời gian này mình phải chăm sóc.